Rafael Nadal đã sớm có mặt ở London vào hôm thứ Năm, sẵn sàng có thời khắc quan trọng đối với anh và cả quần vợt, để đi cùng người bạn và cũng là kình địch lớn nhất của anh. Họ đối mặt với Jack Sock và Frank Tiafoe trong trận đánh đô Laver Cup. Việc Federer lựa chọn đánh cặp với Nadal đã giúp cho cuộc chia tay của anh thêm hào nhoáng. Sau tất cả những điều đáng kinh ngạc mà chúng tôi đã chia sẻ trong và ngoài đường đua, trở thành một phần thời khắc lịch sử này thật khó quên. Nadal tâm sự cuộc họp báo với thành phần đội châu Âu. Tôi rất hào hứng và hy vọng sẽ chơi ở một đẳng cấp cao. Hy vọng rằng chúng tôi có thể tạo ra một khoảnh khắc tuyệt vời và có thể giành chiến thắng. Tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục. Trận đấu chia tay Roger Federer thu hút sự quan tâm đặc biệt của làng banh đỉ thế giới. Federer được bốc thăm đánh cặp với Rafael Nadal đúng như mong muốn của tàu tốc hành người Thụy Sĩ. Bị lội ngược dòng sau 3 set với tỷ số 6-4, 6-7, 9-11 trước cặp Jack Sock, Frank Tiafoe. Roger Federer và Rafael Nadal thất bại khiến đội châu Âu bị đội thế giới cân bằng tỷ số 2 đều khi ngày thi đấu đầu tiên của Laver Cup năm nay khép lại. Hành trình thi đấu quần vợt chuyên nghiệp đầy vinh quang sau 24 năm của Federer cũng chính thức khép lại sau trận đấu này. Nhà vô địch người Tây Ban Nha từng đánh với Federer năm 2017, thắng cặp Sam Querrey, Jack Sock đến từ Mỹ. Anh cho biết họ là những người bạn tốt của nhau. Mối quan hệ cá nhân quan trọng hơn mối quan hệ chuyên nghiệp, Nadal lên tiếng. Sẽ rất khó khăn để quản lý mọi thứ, đặc biệt là đối với anh ấy. Không nghi ngờ gì nữa mà còn đối với tôi. Trong năm nay, Nadal đã giành chức vô địch Australian Open và Roland Garros, nâng thành tích cá nhân của anh lên 22 West Slam. Anh có nhiều hơn Novak Djokovic một danh hiệu lớn và trên đối tác ở Laver Cup 2 chiến thắng. Nadal nói về trận đấu, một trong những tay vợt quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Nếu không muốn nói là quan trọng nhất, chuẩn bị rời đi, vì vậy sẽ rất khó khăn. Tôi vui mừng và biết ơn khi đánh trận chia tay. Cuộc đấu chắc chắn rất đặc biệt. Federer chính thức chấm dứt sự nghiệp 24 năm thi đấu chuyên nghiệp. Anh sẽ đi nghỉ cùng vợ con, nhưng chưa biết sẽ làm việc gì sau đó. Federer nói rằng có khả năng anh sẽ thử làm bình luận viên của Wimbledon. Hay nếu có thể lực cho phép, anh cũng sẽ chơi các trận biểu diễn. Tôi sẽ không thành một bóng ma sau khi giải nghệ, tay vợt đoạt 20 West Slam nói. Người hâm mộ quần vợt sẽ luôn thấy tôi xuất hiện sau này. Trong ngày chia tay sự nghiệp, Federer đã không cầm được những giọt nước mắt. Tôi không buồn, mà hạnh phúc vì đã vượt qua được khoảnh khắc này, Federer nghẹn ngào nói. Bỏ tiếng cười sang một bên, Federer thừa nhận rằng sẽ rất khó để kiềm chế cảm xúc. Rất nhạy cảm, Fred Ispier đã nhắc đến hai cảnh khó quên sau khi thua Nadal. Đầu tiên là trận chung kết đáng nhớ năm 2008 tại Wimbledon, khi anh bị xúc động sau trận thắng kéo dài 4 giờ và 48 phút. Ít tháng sau là khoảnh khắc anh đã không kìm được nước mắt ở Melbourne. Khi tiếp tục thua 2-3, tôi đã có một số thời khắc khó khăn trong quá khứ. Tôi đã rất lo lắng, anh thừa nhận. Hai huyền thoại diễu hành cùng với Novak Djokovic và các thành viên còn lại trong đội châu Âu. Dưới sự giám sát của Borg, tôi tự hào có thể gọi anh là bạn. Federer dành sự tôn trọng cho Borg, tay vợt Bắc Âu buộc phải giải nghệ ở tuổi 26 sau khi vô địch 11 West Slam, 6 danh hiệu Roland Garros và 5 danh hiệu West Slam liên tiếp vào năm 1976-1980. Lần đầu tiên cái gọi là Big Four sẽ gặp lại với Nole và Andy Murray trong đội châu Âu, ba chuyên gia chính cùng với người tạo ra được sự kháng cự thực sự nhất trong kỷ nguyên thống trị của họ, hình thành bộ tứ vàng. Tất cả chúng tôi đều đã thấy những thành công của Roger trước khi bước vào vòng đua, một số trước đó và một số khác sau đó. Novak Djokovic ca ngợi, vì vậy bây giờ chúng tôi sẽ kỷ niệm sự nghiệp của Federer vì anh ấy xứng đáng với điều đó. Về phần mình, Murray cảm nhận, nhìn thấy Roger và Rafa bên nhau, Mark ở một bên, Laver trên khán đài. Đó thực sự là cách tuyệt vời để kết thúc một sự nghiệp của anh ấy.